Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc và triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ngay từ đầu năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết số 05 NQTU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. DDCI là sáng kiến của tỉnh Quảng Ninh để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hiện đã được nhiều tỉnh thành trong nước học tập kinh nghiệm. Việc triển khai DDCI tại Quảng Ninh trong những năm qua đã góp phần tạo sự cạnh tranh, thi đua giữa các sở ban ngành và chính quyền địa phương trong việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, qua đó thu hút nhà đầu tư, phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Quảng Ninh gắn với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và minh bạch. Tiếp tục chuẩn hóa bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh 2021 để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh về chất lượng phục vụ của các cơ quan chính quyền, nhằm cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh tiên phong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tăng hiệu quả và chất lượng đánh giá, cho phép doanh nghiệp đánh giá các thủ tục hành chính cụ thể mà doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai. Đây cũng là năm đầu tiên đánh giá thực trạng hoạt động logistics của tỉnh. Khảo sát DDCI Quảng Ninh bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 là kênh thông tin tin cậy, trao quyền cho các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng lên tiếng để đóng góp và giám sát hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh. Tư duy đổi mới, tinh thần học tập, năng lực hành động và thái độ cầu thị lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là quan điểm chủ đạo phát triển môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững ở Quảng Ninh. Hãy tham gia điền phiếu khảo sát DDCI năm 2021 và đóng góp tại fanpage DDCI Quảng Ninh, chung tay giúp chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh hiểu nhu cầu và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng năng lực dịch vụ hành chính và năng lực cạnh tranh quốc gia. DDCI Quảng Ninh theo sát bước chân nhà đầu tư, doanh nghiệp.